Xin kính chào quý vị khán giả. Một tuần đã trôi qua và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Góc nhìn đầu tư được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ hai hàng tuần. Thưa quý vị, văn phòng cho thuê hiện đang là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất, đặc biệt khi mà cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang. Theo các chuyên gia thì trước đó nhu cầu thuê văn phòng trong nước đã rất lớn, nhưng nay sự dịch chuyển các công ty văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất của các nước từ Trung Quốc sang Việt Nam có thể khiến nguồn cầu tăng mạnh mẽ hơn, trong khi nguồn cung văn phòng cho thuê, đặc biệt là hạng A, rất khan hiếm. Và trong chương trình Góc nhìn đầu tư ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị đánh giá về nguồn cầu văn phòng cho thuê hiện tại. Và trong bối cảnh này thì thị trường văn phòng cho thuê sẽ có sự chuyển hướng ra sao? Thưa quý vị, thưa các bạn, công bố tiêu điểm thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh quý 2 năm 2019 của CBRE Việt Nam đã chỉ ra cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã thúc đẩy các công ty sản xuất và logistics nước ngoài tìm kiếm mặt bằng văn phòng để dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Những động thái đó được thể hiện qua sự gia tăng về yêu cầu thuê văn phòng mới trong quý 2 năm 2019 lên 29%. Trong đó gần 40% tổng các yêu cầu thuê mới đến từ công ty sản xuất và logistics và 50% trong số đó có văn phòng tại Trung Quốc. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về nhu cầu văn phòng cho thuê thì mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi sau đây. Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, nhu cầu thuê văn phòng liên tục ghi nhận những điểm tích cực, đặc biệt là sau chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Cuộc chiến thương mại này đã thúc đẩy các công ty sản xuất và logistics nước ngoài tìm kiếm mặt bằng văn phòng để dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Theo ghi nhận của CBRE Việt Nam, yêu cầu thuê văn phòng mới được ghi nhận bởi đơn vị này trong quý 2 năm 2019 lên đến 29%, gần 40% tổng số yêu cầu thuê mới đến từ công ty sản xuất và logistics và 50% trong đó có văn phòng tại Trung Quốc. Bên cạnh ngành sản xuất và logistics, các công ty công nghệ thông tin cũng chiếm thị phần đáng kể với 27% tổng số yêu cầu thuê. Cùng với đó, sự phát triển về kinh tế cùng tăng trưởng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã khiến nhu cầu về văn phòng cho thuê bùng nổ. Chúng ta thấy Việt Nam đang phát triển kinh tế rất mạnh và chúng ta đã đón nhận sự tăng tốc tăng trưởng về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, và chắc chắn như vậy sẽ tăng cái nhu cầu các văn phòng dành cho đối tác là các đơn vị nước ngoài và doanh nghiệp lớn, thì cái văn phòng hạng A là một cái nhu cầu cho những cái đối tác này. Cũng theo CBRE Việt Nam, trong quý 2 năm 2019, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu thuê văn phòng mới tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi không có thêm nguồn cung mới. Rõ ràng, văn phòng cho thuê đang được rất nhiều người quan tâm. Cái văn phòng cho thuê hiện tại nó là một cái loại hình nó đang được rất nhiều người quan tâm, và theo báo cáo chúng tôi thì trong quý 2 này các loại hình cho thuê thực sự đang nổi lên là một cái ngôi sao sáng của các thị trường bất động sản. Do nguồn cầu tăng cao nên tại Hà Nội, tỷ lệ trống của văn phòng hạng A trong quý 2 đã giảm 1,7 điểm về mức 8,2%. Còn văn phòng hạng B, mặc dù có nguồn cung mới trong quý này, nhưng tỷ lệ trống của hạng B chỉ tăng 2,6 điểm phần trăm lên mức 10,6%. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ trống của hạng A tiếp tục giảm 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Chúng tôi nhận thấy là thị trường văn phòng Hà Nội trong thời gian vừa rồi là tỷ lệ đất đầy cũng rất là cao. Họ có những cái diện tích phòng là lựa chọn rất là ít. Trước đó, báo cáo lợi suất văn phòng toàn cầu của Saville cũng thống kê Hà Nội là thành phố dẫn đầu trên toàn thế giới về lợi suất văn phòng với mức lợi suất thị trường đạt 8,57%. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh đã từng xếp hạng thứ hai trong báo cáo lợi suất văn phòng toàn cầu của Saville nửa đầu năm 2017, nay đã tụt xuống vị trí thứ tư với lợi suất thị trường ở mức 7,36% trong bảng xếp hạng năm 2018. Điều này cho thấy nguồn cầu về văn phòng cho thuê tại Việt Nam là rất cao. Bên cạnh đó, cũng theo nghiên cứu của Savi Việt Nam, hiện nguồn cầu chính của khách hàng tập trung vào phân khúc hạng B bởi mức giá vừa phải và vị trí di chuyển cũng khá tiện lợi. Các cái tòa nhà trong khu vực trung tâm có thể nói là đã được xây dựng từ rất lâu. Và thứ hai nữa là cũng giá thuê cũng đang ở cái ngưỡng cao. Theo phân tích của Savi thì có thể nói rằng là đa phần nguồn cầu hiện nay là gần như là đang lựa chọn văn phòng hạng B. Bởi lẽ là giá thuê nó rất là phù hợp. Bên cạnh đó, chúng ta lại nhận thấy rằng là văn phòng hạng B tập trung ở rất nhiều ở khu vực nội thành và khu vực phía Tây. Trong tương lai, nhu cầu văn phòng cho thuê sẽ gia tăng mạnh bởi nhu cầu của các công ty khởi nghiệp và cả các công ty đa quốc gia đến Việt Nam. Do đó, theo các chuyên gia, Việt Nam cần chuẩn bị đủ các điều kiện để sẵn sàng chờ đón lượng khách thuê đầy tiềm năng này.
Vâng, có thể nói là nhu cầu cho thuê văn phòng chỗ làm việc ngày càng tăng cao trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và theo thống kê, tại Hà Nội, hiện tòa nhà Hà Nội Tower có tỷ lệ lắp đầy là 99%, 63 Lý Thái Tổ là 100%, Central Building là 100%, BIDV Tower là 100%, Jiha Complex là 98%, trong khi nguồn cung mới rất hạn chế. Rõ ràng, việc tìm kiếm văn phòng cho thuê, đặc biệt là văn phòng hạng A đã trở nên rất khó khăn. Và để hiểu rõ hơn thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự dưới đây của chúng tôi. Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường văn phòng thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2 năm 2019 không có thêm nguồn cung mới cho cả hai hạng A và B. Tính đến nửa đầu năm 2019, tổng nguồn cung thị trường văn phòng thành phố đạt 1.225.648 m² diện tích cho thuê, còn tổng nguồn cung văn phòng tại thị trường Hà Nội đạt trên 1.76 triệu m². Trong đó phân khúc hạng B chiếm số lượng lớn nhất với trên 820.000 m², khoảng 47%. Hạng A có tổng diện tích sàn 460.000 m², tương đương 26% tổng nguồn cung, chỉ bằng 15% của Singapore và 11% của Malaysia. Theo các chuyên gia, nguồn cung của văn phòng cho thuê đang rất khan hiếm so với nhu cầu. Thị trường văn phòng hạng A tại Hà Nội thì cái thời gian vừa qua, 2-3 năm vừa qua, thật ra là 4-5 năm vừa qua là nó vẫn khan hiếm. Thì năm cuối năm ngoái đầu năm nay thì nó có một cái tòa duy nhất là cái tòa Thái Holding. Nó ở ngay khu vực gần Hồ Hoàn Kiếm. Thì do đó là cái tình trạng là khan hiếm nguồn cung thì nó vẫn xảy ra. Chúng tôi ghi nhận tình hình trên thị trường của thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn gần đây, căn hộ hạng A cũng đã ngày càng là khan hiếm, và căn hộ hạng A thường là ưu tiên lựa chọn của các việc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp lớn và lớn và lựa chọn cái phân khúc hạng A. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là hiện nay thì phân khúc này đang có một sự khan hiếm về đầu tư do quỹ đất sở tại các đô thị, đặc biệt là trung tâm các đô thị lớn đang khan hiếm. Do vậy cái căn hộ hạng A không có phát triển mới. Xét về vị trí, hiện khu vực phía Tây đang áp đảo, chiếm tới 45%, các quận Đống Đa, Ba Đình chiếm 39%, khu vực trung tâm như Hoàn Kiếm chỉ 16% tổng nguồn cung, trong khi tỷ lệ lấp đầy tại khu vực trung tâm đạt cao nhất tới 91%, cho thấy Hà Nội đang thiếu hụt nguồn cung văn phòng hạng A. Do đó, theo các chuyên gia, nếu muốn tìm kiếm mặt bằng cho thuê diện tích lớn, khách hàng buộc phải lựa chọn nguồn cung từ khu vực ngoài trung tâm, bởi khu vực trung tâm quỹ đất vốn đã eo hẹp lại được lấp đầy bởi hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nên còn rất ít đất cho các dự án, dẫn đến eo hẹp về nguồn cung sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm cao cấp. Thì có những khách thuê khi họ yêu cầu cái diện tích quy mô rất là lớn thì họ buộc sẽ phải ra ngoài trung tâm, vì là ngoài trung tâm thì mới có những cái diện tích lớn để thuê. Còn những cái khách thuê mà họ chỉ cần có thể cần một cái văn phòng đại diện hay là một văn phòng bán hàng thì họ có thể chấp nhận một cái mặt bằng giá thuê cao, nhưng họ sẽ thuê một cái diện tích văn phòng nhỏ tại trung tâm thành phố Hà Nội. Dự báo đến năm 2020, phân khúc văn phòng cho thuê tại Hà Nội sẽ đón thêm khoảng 392.000 m² mặt sàn. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2019 đến hết năm 2021, thị trường văn phòng dự kiến sẽ có thêm 16 tòa nhà văn phòng mới với tổng diện tích cho thuê lên tới 400.000 m². Điều này cho thấy thị trường văn phòng sẽ có thêm nhiều diện tích trống. Cũng theo các chuyên gia, các tòa nhà văn phòng hạng A ở khu vực trung tâm thành phố sẽ có cơ hội thu hút thêm nhiều khách hàng thuê hơn. Vâng, thưa quý vị, việc tỷ lệ lấp đầy ở thị trường văn phòng đặc biệt là hạng A tăng cao dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung về nhu cầu thuê mặt bằng văn phòng. Điều này chính là nguyên nhân khiến giá thuê văn phòng đang tăng mạnh trong thời gian vừa rồi. Và theo thống kê tại thủ đô Hà Nội, thì giá cho thuê văn phòng hạng A tại Hoàn Kiếm có mức là từ 40 đến 42 đô la Mỹ trên 1 m². Khu vực Ba Đình, Đống Đa có giá là từ 34 đến 35 đô la Mỹ 1 m². Trong khi đó, khu vực phía Tây đang ở mức giá tốt là từ 20 đến 25 đô la 1 m². Mức giá văn phòng cho thuê đã có sự gia tăng cụ thể như thế nào thì xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi sau đây. Theo Savi Việt Nam, trong nửa đầu năm 2019, phân khúc văn phòng cho thuê tại Việt Nam ghi nhận công suất cao kỷ lục với nhu cầu thuê lớn, trong khi nguồn cung mới hạn chế nên đẩy giá thuê tăng trưởng nhanh. Hiện giá thuê trung bình của hạng A trong quý này tăng 5,3% so với cùng kỳ, đạt 26,4 đô la Mỹ 1 m² một tháng.
Tương tự, giá thuê trung bình của hạng B tăng 4,6% theo năm, đạt 14,3 đô la Mỹ một mét vuông một tháng. Thị trường đương nhiên cái khi mà hàng hóa nào khan hiếm thì sẽ có sự tăng giá. Chúng tôi ghi nhận việc tăng giá ở các khu vực của hàng A hiện nay có thể nói là đang rất mạnh. Ví dụ như ở Hà Nội thì chúng ta cũng đã thấy ở cái mức độ 2-30 đô ở các tòa nhà hàng A trong các trung tâm thành phố. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, sau khi tăng tới 7% vào quý 1 năm 2019, sự tăng trưởng cao nhất trong 7 năm qua, giá văn phòng cho thuê vẫn sẽ tiếp tục tăng nhưng không nhiều bởi khu vực trung tâm mức giá đã ở ngưỡng cao, còn khu vực ngoài trung tâm nguồn cung lại khá dồi dào. Thì tôi nghĩ là việc hiện tại mức giá của các từng loại hình thì vẫn đang có cái sự tăng trưởng nó khá là ổn định. Nó không phải là có cái sự suy giảm gì ở đây trong quý 2 2019. Thì cái mặt bằng giá ở khu vực trung tâm, khu vực Hoàn Kiếm vẫn đang ở ngưỡng cao nhất so với cả ba cái khu vực. Và nhất là khi cái khu vực phía Tây chúng ta đã có đến 50% diện tích văn phòng, nghĩa là cái nguồn cung văn phòng của khu vực này rất là dồi dào. Do đó, mỗi năm chúng ta lại có rất là nhiều cái diện tích mới và phải đến trên 50% cái diện tích mới văn phòng này là một khu vực phía Tây. Cho nên là khiến cho cái mặc dù là hấp thụ tốt, khiến cho cái khả năng tăng giá thuê của khu vực phía Tây tương đối là hạn chế. Và trong khi đó bù lại ở các cái khu vực còn lại thì chúng ta thấy là cái nguồn cung rất là hạn chế. Cái nguồn cung văn phòng của khu vực trung tâm hiện nay chắc có lẽ đến 97-98% là kín rồi. Do đó là khi các cái đơn vị tìm kiếm văn phòng hoặc là họ muốn mở rộng chẳng hạn thì có thể là chấp nhận cái mặt bằng giá thuê cao hơn tại khu vực trung tâm. Sở hữu giá thuê cạnh tranh và tiềm năng tăng giá còn nhiều, giá thuê trung bình của hạng B dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao hơn trong 3 năm tới, mặc cho bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường. Cụ thể, từ cuối năm 2019 đến hết năm 2021, giá thuê phân khúc này sẽ tăng lần lượt là 2,3%, 1,8% và 2,6%. Sự tăng trưởng đều đặn và bền vững về mức giá văn phòng cho thuê đang khiến phân khúc này trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Vâng, trước diễn biến về nguồn cung cầu văn phòng cho thuê cũng như mức giá ngày càng tăng thì chắc chắn việc văn phòng cho thuê đang có những xu hướng thay đổi như thế nào là điều mà nhiều quý vị quan tâm hiện nay. Nếu quý vị đang có nhu cầu tìm thuê văn phòng hay phát triển tòa nhà văn phòng để cho thuê thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua phóng sự dưới đây của chúng tôi. Theo các đơn vị nghiên cứu, thị trường cho thuê văn phòng, đặc biệt là văn phòng hạng A, đang đi theo xu hướng mới, hướng tới tối ưu tiện ích cho nhân sự. Xu hướng đầu tiên chính là sự dịch chuyển vị trí ra ngoài trung tâm. Xu thế đầu tiên sẽ là có sự chuyển dịch. Ở đây thì là có những cái dự án văn phòng mà mới đang phát triển khu vực ngoài như là Ba Đình, Đống Đa, chúng ta gọi là Midtown giữa thành phố. Ví dụ tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại với quy định của thành phố trong từ nay 2021 là không xây dựng các tòa nhà cao tầng xung quanh trung tâm thành phố tại các quận trung tâm chẳng hạn, thì khiến cho không còn nguồn cung về văn phòng hạng A tại các quận trung tâm nữa. Và rõ ràng người ta phải tìm ra các cái quận ngoài trung tâm và xa hơn nữa. Và việc này tôi nghĩ là về cơ bản hiện tượng này sẽ tiếp tục sẽ diễn ra ở Hà Nội. Hiện tại Hà Nội thì nguồn cung và nguồn cầu đang khá là ổn định, nó chưa đến mức gọi là báo động giống như thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trong tương lai dài hạn thì cái việc đáp ứng được hay không nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc chúng ta quy hoạch có đầy đủ các văn phòng cho thuê, đặc biệt là các văn phòng ở các quận trung tâm nó đáp ứng được không. Thì đấy tôi nghĩ là về bài toán nó tương đối là dài hạn hơn. Xu hướng các cái trụ sở ban ngành cũng đang dịch chuyển ra các cái khu vực này. Thế nên là lượng khách hàng, lượng công ty cũng đang thành lập ở các khu vực này rất là nhiều. Đấy chính là lý do tại sao mà có cái xu hướng dịch chuyển ở khu vực trung tâm ra khu vực nội thành và khu vực phía Tây để giúp cho cái việc đi lại được nhanh chóng hơn, làm việc cũng thế thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, xu thế dịch chuyển cũng đang được hướng đến vị trí gần khu dân cư, thuận lợi cho việc di chuyển, kết nối. Trong vòng 10 năm qua thì chúng ta đã chứng kiến một cái sự chuyển dịch. Những cái văn phòng, nếu cách đây 10 năm chúng ta sẽ tìm thấy những cái dự án văn phòng ở khu vực trung tâm thôi, trung tâm Hoàn Kiếm thôi, thì giờ đây có đến 50% tổng nguồn cung văn phòng lại nằm ở khu vực phía Tây và khoảng 10 đến 15% nằm ở khu vực Đống Đa, Ba Đình, và do đó là khu vực ở Hoàn Kiếm chỉ chiếm một cái tỷ trọng rất là nhỏ. Và chúng ta cũng nhìn thấy cái sự chuyển dịch không chỉ của các tòa nhà mà còn của khách thuê nữa, thì cũng có một cái lượng khách thuê không nhỏ cũng tìm kiếm những cái mặt bằng ở nhiều cái vị trí khác nhau và họ cũng không ngại mở ra khu phía Tây vì chúng ta đã có những cái điều kiện hạ tầng làm cơ sở
để cho một cái sự thành công, một cái sự bền vững của cái việc đặt trụ sở văn phòng tại khu phía Tây rồi. Ví dụ như ngân hàng chẳng hạn thì là một trong những cái, hoặc là các công ty bảo hiểm chẳng hạn, thì họ cũng cần đến những cái địa điểm khác nhau và những cái địa điểm mà có ví dụ như là gần cư dân hoặc là tiện lợi về đường giao thông, thì đó là những cái vị trí mà họ sẽ tìm kiếm mặt bằng. Theo các chuyên gia, bên cạnh các sản phẩm bất động sản mua bán như căn hộ chung cư, nhà phố, đất nền, những diễn biến về nguồn cung, tỷ lệ hấp thụ và sự tăng giá không ngừng của phân khúc văn phòng cho thuê đang hấp dẫn các nhà đầu tư. Thay vì chỉ vì bất động sản bán, mua bán, thì bây giờ cho thuê cũng là một cái sự lựa chọn thể nói là rất khả dĩ dành cho các nhà đầu tư khi họ muốn duy trì cái bất động sản đấy và vẫn có một cái nguồn thu dài hạn. Thì văn phòng cho thuê nó đáp ứng rất tốt cái nhu cầu hiện tại. Vì sao? Vì thứ nhất là khi mà chúng ta có nhiều cái khoản đầu tư FDI từ nước ngoài, rõ ràng cái việc các cái văn phòng đại diện, các công ty nước ngoài mở tại Việt Nam thì cái nhu cầu cho văn phòng cho thuê, đặc biệt văn phòng hạng A, nó càng ngày càng lớn. Cái thứ hai nữa là cái phong trào mở các cái startup rồi khắp nơi như vậy cũng đã khiến cho cái nhu cầu văn phòng cao. Rồi cái thứ ba nữa là cái việc mà rất nhiều công ty họ mở rộng cái quy mô, họ không chỉ tập trung vào một nữa mà họ khi phát triển quy mô hơn thì họ sẽ cần hơn cái nhu cầu văn phòng cho thuê. Và ở đấy là sẵn sàng, các khách hàng sẵn sàng để chi trả cái sản phẩm này rất là khá nghiệp, cho nên chúng ta thấy đây là một trong những thị trường rất là tốt, rất là tiềm năng để phát triển. Nhận định về triển vọng đầu tư văn phòng tại Hà Nội, bà Hoàng Nguyệt Minh, quản lý đầu tư Saview Hà Nội cho biết. Lợi suất cao cho thấy mức tương quan khá hấp dẫn của thu nhập từ việc cho thuê mặt bằng so với giá trị vốn hóa của tòa nhà văn phòng. Việc Hà Nội đang có mức lợi suất cao hàng đầu thế giới cho thấy triển vọng rất khả quan về giá thuê và công suất thuê tại thị trường này. Có thể nói, thị trường văn phòng ở Việt Nam hiện đang thuộc về người bán. Nói cách khác, nếu bạn đang sở hữu một dự án bất động sản văn phòng, đây chính là thời điểm thuận lợi để bán bởi sự hấp dẫn đến từ nguồn cầu cao kỷ lục. Trong xu hướng phát triển toàn cầu, thị trường văn phòng Việt Nam cũng cho thấy triển vọng để phát triển những dòng sản phẩm mới và cao cấp hơn. Khách thuê doanh nghiệp cần phân tích kỹ lưỡng nhu cầu mặt bằng doanh nghiệp của mình, lên kế hoạch sớm và quản lý chi phí thuê trong tương lai một cách hiệu quả. Có một nơi như thế, đủ xa để riêng tư, đủ gần để tận hưởng. Nơi mỗi căn biệt thự đều là một tuyệt tác nghỉ dưỡng đong đầy niềm hạnh phúc an yên như được trở về nhà. Là món quà truyền đời lưu giữ những kỷ niệm gia đình vô giá. Movenpick Villas and Residence Phú Quốc, một sản phẩm của tập đoàn Make Group. Hy vọng rằng chương trình Góc nhìn đầu tư ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị một bức tranh toàn cảnh nhất về phân khúc văn phòng cho thuê hiện nay. Từ đó giúp quý vị có những định hướng hợp lý nhất với nhu cầu của mình. Và nếu như quý vị và các bạn có những câu chuyện nào muốn chia sẻ về chủ đề của tuần này hoặc nhiều vấn đề khác mà quý vị quan tâm, muốn được làm rõ, thì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của chương trình. Vâng, số điện thoại đó chính là 0823465555 hoặc địa chỉ email đó chính là banbiên tap@amocinvest.com.vn. Còn bây giờ thì Việt Cường xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Góc nhìn đầu tư được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ hai tuần sau.